Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia dự án Rat Farm nhận 100 đô token có ký hiệu là RFT Round 2 các bạn. Thì trước kia mình đã có hướng dẫn các bạn tham gia Airdrop Round 1 các bạn. Thì hiện tại dự án có ra Round 2 thì các bạn làm luôn các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter và copy hashtag này và tag 3 người bạn nữa các bạn. Copy từ token sale nè. Rồi các bạn sao chép lên. Rồi các bạn follow các bạn. Vì mình đã follow rồi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn like và tweet bị viết game này các bạn. Like các bạn chỉnh dẫn như tweet nha các bạn. Các bạn dán hashtag vào và tag 3 người bạn mình vào các bạn. Bạn gõ username là nó hiện ra những tên người bạn của mình nè các bạn. Rồi các bạn bấm tweet nha các bạn. Vì mình tweet rồi. Rồi tiếp tục các bạn bấm double link phong các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Chắc mình đã join rồi các bạn. Rồi thì mình đã join rồi các bạn. Bạn nào chưa join thì bạn join nha các bạn. Tiếp tục join kênh seller. Rồi các bạn join xào nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow minimum nè các bạn. Trên minimum thì các bạn follow xuống đây các bạn vô tay nó vài cái nè các bạn. Rồi nó không yêu cầu vô tay thì thôi. Rồi nó không yêu cầu thì các bạn follow win được các bạn. Bạn nhấp vào ba chỗ anh cùng nè. Các bạn copy username minimum bên chỗ này nè các bạn. À cộng anh nhân win 5191.com. Rồi các bạn sẽ giáp lên các bạn. À các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Rồi xuống đây thì các bạn điền lại username minimum của mình đi các bạn. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi. Tiếp tục thì nó kêu mình you must send you profile photo. Lấy cái ảnh làm đại diện cho các bạn. Thì các bạn cho anh chào kênh Twitter của nó đó các bạn. Lâu Twitter nữa, ảnh logo hình farm các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cái cùng các bạn lưu lại nè. Rồi các bạn mở Twitter của mình ra lại nha các bạn. Cha ơi nó kêu mình đổi. Rồi các bạn nhấp vào ba cái cùng nè. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào một chỉnh sửa hồ sơ nha các bạn. Các bạn chọn vào một ảnh đại diện của nó nha các bạn. Hình logo của nó nè. Rồi bạn bấm sử dụng nha các bạn. Rồi bạn bấm lưu. Không phải bây giờ. Rồi ok. Các bạn giữ ảnh logo này đến ngày 31 tháng 6 nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm up lại cái link phong hồi nãy nè. Tiếp tục thì view Telegram profile và điền lại Telegram name. Các bạn copy cái name này nha các bạn. Phan các bạn. Từ chữ Rat Farm ORG nữa các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn mở cái Telegram của mình ra nha các bạn. Chà ơi làm dự án này khó khăn. Các bạn nhấp vào bài gạch cùng nè. Các bạn nhấp về setting nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào bài gạch cùng nè. Các bạn bấm vào nickname nè. Rồi các bạn điền giọng dưới đây thì các bạn copy lại cái tên của nó nha các bạn. Rat Farm. Rat Farm.org nè. Rồi các bạn bấm luôn nha các bạn. Rồi các bạn thay đổi anh đại diện luôn. Thay đổi anh đại diện thì các bạn cũng vào setting nha các bạn. Các bạn nhấp vào bao ảnh cùng nè. Các bạn nhấp vào ảnh photo. Set photo nè. Rồi ta xem quên bà ta. Giờ gạch nè. Giờ bên cùng nè. Edit name. Nè edit name đúng rồi. À, nhấp vào ảnh avatar đây nè bạn. Các bạn chọn từ Stitch đi. Rồi các bạn chọn hình này nha bạn. Xong nè. Mình qua name mình đi. Ok như vậy là cái name mình là đúng nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn.
Không quá, mình cũng lòng cộng các bạn. Rồi, tiếp tục dòng đầu tiên thì các bạn điền lại username Twitter các bạn đã follow nè các bạn. Nó còn WinV này nè, chính nè. Tiếp tục thì các bạn gửi lên cái link retweet nè. Thì các bạn mở Twitter tất cả các bạn ra các bạn. Các bạn nhấp vào bao anh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè. Rồi, các bạn chia sẻ cái bài platform này các bạn. Các bạn sao chép liên kết này các bạn, bấm mở tab lên nè. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn đã cho anh chào các bạn. Cộng anh 3 số 1, 3 số 2. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ ý chút wallet nha các bạn. RC20 chạy trên nền tảng Ethereum. Các bạn sẽ copy địa chỉ ETH mình trên ý chút wallet hoặc là MetaMask, các bạn copy vào đây nha các bạn. Rồi một cái folder đi rồi bạn bấm gỡ là xong nha tất cả các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 100 đô token có kêu là GFT đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.